Em Đức Hải Dương xin chào bác nhá. Thì mới nhất trong cái ngày hôm nay, bác Hải Dương lại làm video và báo giá cho anh em chị em thêm một mẫu xe giá bình dân. Trước mời nhỏ các chị và các bạn, đây là một chiếc Kia Morning sản xuất năm 2012 với phiên bản số sàn máy xăng động cơ 1.0 anh em nhé. Thì với một cái mẫu xe giá rất bình dân, hợp lý cho anh em chị em chúng ta mua và thay một chiếc xe máy che nắng che mưa khá là ok. Với chiếc xe Kia Morning này thì cái ưu điểm của nó là nó rất nhỏ gọn anh em nhé. Cái thứ hai là rất tiết kiệm xăng, thì đâu đó rơi vào khoảng tầm 5 đến 6 lít xăng 100 km thôi. Cái thứ ba là nó được chúng ta đi 5 người. Và giá em này thì hiện tại đang được bên em Đức chào bán với giá là 146 triệu đồng với cái mẫu xe Kia Morning sản xuất năm 2012 này. Một dòng xe phân khúc đô thị rất là nhỏ gọn. $146 triệu, có lộc lá, có thương lượng anh em nhé, cho các bác. Giá 146 triệu là em Đức bao hồ sơ, bao công chứng ủy quyền cho anh em, chị em trên toàn quốc. Mẫu này thì em Đức bảo hành cho các bác là xe không đâm đụng, không tai nạn, không tỉ kích. Keo chỉ nó nguyên zin, theo nhà sản xuất. Máy êm, gầm bệ chắc chắn. Màu của em này thì khá đặc biệt, màu này là màu lục chuột. La răng thì em này được trang bị la răng sắt ốp nhựa anh em nhé, la răng sắt ốp nhựa. Đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2022. Thì với cái form của dòng Kia này thì nó nhìn nó rất nhã nhặn, rất đẹp. Gầm bệ rất xì luôn đây anh em ạ. Gầm sàn của dòng Kia này thì khá là cao, nên thiết kế gầm sàn khá là cao. Xe anh em chị em chúng ta về sắp đổ xăng quá nhé. Và sắp đổ xăng này các bạn. Gầm sàn của dòng Kia này thiết kế rất hay anh em nhé. Đấy, nó rất hay luôn. Thứ nhất là gầm nó thiết kế cũng khá là cao. Hộp sàn, hộp be nó cực kỳ chắc chắn. Em này thì đã được trang bị gương kính. Kính thì có nghĩa là kính điện, gương thì gương cơ. Đó. Chưa được trang bị vô lăng kết hợp túi khí. Túi khí thì vẫn là chưa có. Vô lăng ba chấu đã được lên màn hình cam lùi đầy đủ rồi các bác nhé. Màn hình cam lùi giá bình dân các bác. Ghế da trần lỉ ghế da màu này rất đặc biệt anh em ạ. Nếu mà các bác mà có độ tầm trên 100 triệu mà mua một con xe máy SH mà cỡ khoảng tầm 100 hoặc 90 triệu thì em Đức khuyên các bác nên sở hữu cho gia đình nhà mình cái mẫu xe Kia này, các bác này. Xăng thì đâu đó tầm 5 đến 6 xăng trên 100 km thôi.
Đấy. Phân khúc giá bình dân cho anh em. Em này được trang bị gạt mưa sau, gạt mưa sau. Có phun nước sau anh em nhé, có phun nước sau ở góc cái này này anh em này. Đấy. Camera nồi. Toàn bộ là cột kèo đinh tán của em nó đây các bác này, cột kèo đinh tán của em ở đây. À, các bác này. Một quả lốp sơ cua dự phòng bằng nan sắt. Xe thì tình trạng anh em chị em chúng ta về sẵn đổ xăng, máy móc là nguyên zin theo nhà sản xuất, xe thì không lỗi nằm gì các bác nhé, bao chất bao đẹp cho anh em. Hợp lý bình dân cho các bác không? Nhiều khi thì tại vì sao anh em chúng ta mua với một chiếc xe mà trên 100 triệu đôi khi thì cũng rất đắn đo. Đấy. Nhưng mà khi anh em mà chơi lô chơi đề chơi bóng chơi bánh thì chúng ta không đắn đo một tí gì luôn, không do dự một chút gì cả. Đấy. Mất vài trăm mua xe ô tô thì phụ được gia đình, chở vợ chở con, bố mẹ, anh em hàng xóm thì chúng ta không đắn đo một chút gì cả. Mua xe trên 100 triệu nó đo rất là nhiều. Dòng này thì được trang bị động cơ 4 máy. Máy xăng, máy 1 chấm. Toàn bộ phần đầu ở đây rồi. Và sau đây mới sẽ nổ máy này cho anh em chị em chúng ta nghe tới động cơ. Nếu mà quy ra tiền lô thì con này rơi cỡ khoảng tầm 7.000 điểm lô. Máy móc thì êm cho nhé. Màn hình cam nồi hoạt động rất trơn tru. Em nó là báo cốp đóng chưa chặt. Và sau đây chúng ta sẽ ra ngoài nghe thấy động cơ các bác nhé. Cơ này rất êm luôn. Dòng Kia này thiết kế rất hay nha, rất hay luôn. Đấy. Phục vụ được 5 người. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn, sơn vỏ đẹp. Nội thất sạch sẽ các bác nhé, xe sẵn đổ xăng. Anh em chị em chúng ta mua về sử dụng gia đình thì rất tuyệt vời. Tại bên em Đức thì bây giờ còn rất là nhiều xe nhé, rất nhiều xe, rất nhiều xe phục vụ anh em. Đây các bác ạ, anh em chị em chúng ta nếu mua xe về chúng ta nhớ phải nằm nán các bác nhé,
em lán, che nắng che mưa xem nó thì em nó mới phục vụ chúng ta tốt được. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video clip lần sau. Vâng, Đức xin chào các bác nhé.